Lại lớp lai nhá, lớp lai chim nhá. Ok. Hey guys, long time no see you guys. Yes. Hello, teacher. Okay, wait, let me. Hello, everybody. It's great to see you guys today. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. I haven't met you guys since Hello, teacher. Wednesday, right? Yes. Hello, guys. Hello, everybody. Hello, teacher. Hello, everybody. Yes, hello, everybody. How's it, Joe? Hi, Tita. Yes, hi, guys. Have you guys had dinner? Have you guys all had dinner? Hello, Gom. Hello. Hello, teacher. Hello. Nice to see you. So, guys, how was your first day and the second day at school? Was there any fun? Yes. Yeah, Duke, yes, right. How was your first day, Duke? How was your first day at school? Today is the second day, right? Today is the second day at school, right? What subject did you guys study? What subject did you guys study? English. English, yes, Dang. You studied English. Did you guys study math? Math? Math, science. Science, right? What about PE? Do you guys know PE? Do you guys have to study PE? I learned PE too. Really? How do you learn PE? You have to follow the teachers? You follow his No. How can you study PE? Hello, Top. How can you study PE? Dan, can you tell me how did you study PE? What did you do in that class? Trang làm gì trong lớp học thể dục nè? Cô cũng rất là tò mò, không biết các bạn học thể dục online là các bạn sẽ làm gì? Các bạn nào đã học thể dục online rồi chưa? Các bạn chia sẻ cho cô thử nè. Did you guys study PE online? Hello guys, yes. What did you do? So Trang, can you tell me what subjects did you study? How many subjects have you studied? Trang thử nói cô nghe nè. What subject? Hello guys. You have English? Did you study Vietnamese? Yes. You study Vietnamese? Yes. Was it fun? Was it fun to study online? So you like to study online or offline? You like study at home or study at school? Study at school. Yeah, because at school you can see your teachers, right? What about you guys? Các bạn thử comment cho cô xem nè. Did you guys like to study at home or at school? Mọi người thích học ở nhà hay là thích học ở trường nè? Home or school? Home or school? Which one? Which one do you do? At home? School. School. Oh. School. A lot of school. Home, also home. Yes. Yeah, you like study at school one. Yes. Home. Study at home. Yes. Cô ơi, cô mở phòng Zoom cho bạn Ngọc Minh vào lớp ạ. Okay, okay. Yes, I did watch football, Tom. I did watch football. I will watch football tomorrow too. The match between Vietnam and Australia, right? Okay, các bạn đợi cô nhé. Right. I like to study at home, yes. Yeah, Huyền Anh like to study at school. So what subject did you guys study? So there's a friend said that he studied by video, right? Các bạn nói là bạn học PE bằng video này đúng không? Là thầy cô sẽ quay video cho mình đúng không? Chứ không phải là học trực tiếp giống như vậy đúng không? Uh-huh. Oh, hello, both teacher. Home and school. Yes, hello guys. Both home and school. Hello, teacher. Did you guys have any new friends? Did you guys have new friends? Các bạn nào ở đây có làm quen được bạn mới không? A lot of new friends. Wow, really good, guys. Yes. Ah, hình như ở Dũng ở Thái Bình. Ở Thái Bình là con đi học ở trường mà đúng không? Right. Hello, Hà. I'm in Ho Chi Minh City.
the pupils in Ho Chi Minh City haven't gone to school. Các bạn học cấp 1 nè, các bạn nào học cấp 1 mà ở Ho Chi Minh á thì các bạn chưa có đi học. Cô nhớ là các bạn đến 20 of September. Hello Thục. Ah, your first day today. Okay. Tí nữa Thục chú ý cho cô những cái rules in the class nhé. Okay. Okay, so now guys, wait me. I want to invite a friend to share about his or her first day at school. Okay. So, how about I invite Zhang? Zhang, can you tell me about your first day at school? How was your first day at school, Zhang? My first day at school was... What subjects did you study? What subjects did you study? Giang đã học cho cô môn gì nào? Giang thử kể cho cô nghe. What I studied math. Math, yes. What else? Math. Chinese. English. English. No. What subject? What subject again? Math and yes. Vietnamese. Ah, Vietnamese. Yes. Did you study art or music? Not yet? Yes. Art and music too. Did you have any new friends in your class? Did you have any new friends? Well, no. No, all old friends, right? Okay. Thank you, Zhang, so much. Okay, so wait. Bởi vì hôm nay lớp mình cũng có bạn mới nè, nên cô sẽ chia sẻ một xíu về cái rules. Okay, I want to share about the rules. So, this is the rules, guys. Những bạn nào mà đang xem livestream thì lớp của mình vẫn còn trống rất là nhiều chỗ. Các bạn có thể vào lớp để học nè. Okay. À, hôm nay thì bắt đầu từ hôm nay cô thấy các bạn đi học lại nè. Cho nên là nhiều bạn cũng bị học vướng cái giờ học online vào buổi tối nè. Cho nên các bạn cũng không có tham dự với mình được. Các bạn sẽ phải học bằng video, xem lại video. Còn các bạn nào học ở đây chắc là đa phần học online vào buổi sáng này đúng không? Và buổi chiều đúng không? Okay guys, so look at the rules. Cô chỉ nói sơ quy định thôi. Quy định là các bạn biết rất là nhiều nè. Đầu tiên là cô sẽ tắt mic mọi người. Khi nào cô yêu cầu thì các bạn cứ bấm vào cái nút này cho cô. Đâu Thục nè, hồi nãy Thục nói với cô là Thục mới học bữa đầu tiên đúng không? Ví dụ lát nữa cô có mời Thục làm bài đi, thì cô sẽ bấm cái nút mở micro cho con. Thì con chỉ việc bấm vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute thế này, thì lúc đấy cái micro của con sẽ được mở lên. Và lúc đấy thì con cứ bấm vào là mình sẽ nói được. Sau khi mình phát biểu xong thì mình lại tắt cái nút này đi, mình tắt micro đi. Ok. Và tiếp theo thì mình phải làm gì? Mình sẽ dùng ký hiệu raise hand. Ok, Thục nhớ cho cô là nếu mà con nhìn trên cái thanh á, con sẽ thấy cái ký hiệu raise hand để giơ tay phát biểu nè. Thì ví dụ con mà muốn giơ tay phát biểu thì con nhớ là phải bấm vào cái nút đó cho cô nha. Ok, remember to press the button. Mình sẽ không tự ý chat quá nhiều giống như lần trước. Các bạn có nhớ thầy có chia sẻ không? Thầy Quân có chia sẻ không? Là mình sẽ không làm ảnh hưởng tới các bạn xung quanh đang học. Cho nên là mình cố gắng là mình sẽ không có chat bậy ở trên thanh chat. Thanh chat là chỉ để cho khi nào ví dụ các cô có câu hỏi gì hỏi các bạn nè, các bạn trao đổi bài tập nè, thì mình nhắn vào thanh chat cho cô. Và cuối cùng là tụi con sẽ nộp bài tập về nhà đầy đủ. Cô thấy là hôm trước là cô cho các bạn làm bài tập đúng không? Các bạn làm khá là tốt rồi đó. Good job guys. Cô thấy là đầu tiên là phát âm của mọi người từ từ nó cũng rõ ràng hơn nè, cũng như là bài viết nè, các bạn cũng chú ý, có nhiều bạn cũng biết cách nè, sau cái chữ like, các bạn có thêm phút in cho cô nữa. Good job, very good. Các bạn cũng để ý chia động từ nhiều hơn nè. Very good job. Thôi thì hôm nay cô sẽ sửa bài tập cho một vài bạn nhé. Okay, I will correct the homework for some of you. Okay, guys, wait me. Okay. Okay, have you guys see the screen? Have you guys see the screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Have you guys see the screen? Yes. Okay, good job, guys. Good job. Bạn Dũng sống ở Đông Anh hả? My brother lives in Đông Anh too. Cô cũng không biết Đông Anh ở đâu, nhưng mà anh của cô hiện cũng đang sống ở Hà Nội và cũng sống ở Đông Anh nè. Okay, so now I want to correct for Tùng. Okay, Tùng, are you here today? Are you here today, Tùng? If you are here, please
rewrite in the chat box for me, okay? Hôm nay là Tùng có học với cô không nè? Bạn Vũ Duy Tùng nè, hôm nay Tùng có học với cô không? Tùng cũng là một trong những các bạn, bạn Duy Tùng á. Thế Tùng và Duy Tùng thì đều làm bài tập về nhà rất là đầy đủ cho cô nè. Các bạn rất là hay làm bài tập về nhà. Ok, good job. Hôm nay Duy Tùng có học không? Are you here, Tùng? Nếu mà Tùng có ở đây thì Tùng nhớ nhắn vào cho cô nha. What about Linh thì sao nè? Diệu Linh hôm nay có học với cô không? Are you here? Are you here, Diệu Linh? Are you here today? Bạn nào mà hồi nãy giờ cô có đọc tên thì các bạn nhớ là nếu mà con có ở đây thì con nhắn vào nha. You are Diệu Linh. Yes. Okay, good job, Yulin. Yes, I can see you. Okay, đầu tiên thì cô muốn sửa cái bài của Yulin trước nè. Is this your homework? Đây có phải là bài tập của Yulin không? Yes. Okay, good job. So in the thì Yulin đọc lại cho cô nghe luôn đi. Yes, this one. Morning. In the morning. Yes. I wake up on 6 o'clock. Okay, wait. Rồi Liệu Linh đợi cô một xíu. Đầu tiên là con nhìn cái chữ morning. Morning của Linh bị viết sai nè. Mình phải viết là M O R N. Remember M O R N. So you missed letter R. Linh bị thiếu mất letter R cho cô nè. I wake. Khi mà mình nói về cái việc mình thức dậy thì con phải dùng cả một cái cụm từ, một cái cụm động từ gì thì Linh, Diệu Linh nhớ không? Wake up. Wake up, nhưng đúng rồi, wake up và vào lúc mấy giờ thì để đi với thời gian, con phải dùng một cái từ gì nữa để miêu tả là vào lúc mấy giờ. Rồi ở đây con dùng on. Ở đây Diệu Linh dùng on là chưa đúng mà mình phải dùng từ gì? Đâu các bạn nào còn nhớ nè. Bạn nào còn nhớ là có thời gian thì con phải dùng gọi là dùng từ gì để đi chung với thời gian không? Các bạn nào còn nhớ on, in hay là at? At. Yes, good job guys. Very good. Diệu Linh too. Yes, wake up at. Okay, Diệu Linh nhớ cho cô nhá. Wake up at. Good job. Next one. Okay, Diệu Linh đọc tiếp cho cô nè. I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth and wash my face. I eat breakfast and learning via Zoom. Okay, wait. Rồi Diệu Linh đợi cô nè. Đầu tiên thì con ghi cái chữ này nè. Chữ này thì nó là brush đúng không? Con thử đánh vần lại cho cô. Can you spell the word brush again for me? Do you remember how to write the word brush? Trong cái bài đọc của mình đó. Linh nhớ là trong bài đọc của mình người ta có một cái đoạn văn về brush my teeth đúng không? Brush teeth đúng không? Thì ở đây cái chữ brush của Diệu Linh đi chưa đúng nè. Diệu Linh chú ý lại cho cô. Và chữ teeth của con thì con ghi double E là đúng rồi nè. I brush my teeth and wash my face. Đúng rồi. I eat breakfast. Good job. And ở đây con nhớ cho cô là mình đang dùng hiện tại đơn đúng không? Thì ví dụ con đang là I eat thì mình cũng là I learn. Như vậy phải là and learn. Learn. Và khi mà mình học ấy thì con nên nói rõ là con học cái môn gì cũng được. Ví dụ sau khi học con ăn sáng thì con học cái môn gì đấy. Ví dụ I learn English, I learn math, for example. Via Zoom là bằng Zoom đúng không? Good job. Ở đây thì con ghi là on nè. Thì con sửa lại cho cô. Cuối cùng, Diệu Linh đọc cho cô câu cuối cùng là the last sentence. 10 o'clock. I watch TV and have lunch. I finish morning times. Okay. Ở đây thì con thấy là cái chữ wash. Wash. Wash nó có nghĩa là rửa. Rửa. Okay, wash. Okay, wash. Chứ không phải là ở đây mình đang muốn nói là watch TV. Watch TV. Linh hiểu chưa? Watch TV. Thì nó phải là gì? W-A-T-C-H.
xem TV. Ở đây con ghi wash như vậy thì người ta sẽ hiểu là con rửa đó, con rửa TV đó. Ha. Cái chữ wash này nó là về rửa mà, rửa này giống như wash my face vậy đó. Còn cái chữ watch TV nó khác nữa. Nên nhớ cho cô nha. Have lunch, I finish. À, mình có thể nói I complete my morning routine. Con hoàn thành cái routine vào buổi sáng của mình. Ok. Ok, thank you so much. Rồi cô xem thử nha. Hồi nãy giờ Tùng có vào ở đây chưa nè? Bạn Duy Tùng á. Duy Tùng có ở đây chưa? Are you here? Are you here, Duy Tùng? Are you here? What about? Let me see. Cô sửa bài cho một bạn nữa nha. Thế Tùng là cô có sửa rồi nè. À, bài của Thế Tùng viết cũng rất là tốt nè. Thế Tùng bây giờ là viết bài cũng rất là tốt nè. Và phát âm của Thế Tùng cũng tốt hơn nhiều rồi nè. Ok, good job, very good. Bài của Minh Tâm thì bị quay ngược lại nên là hơi khó để theo dõi đúng không? Cho nên là có gì cô sẽ chấm sau nha. Ok. What about Tường Vi? Are you here, Tường Vi? À, nhưng mà cô không thấy Thế Tùng đâu hết. Thế Tùng bị văng nhưng mà cô không thấy trong waiting room có Thế Tùng. Bạn nào mà vào waiting room là có thầy, thầy sẽ cho các bạn vào liền đó. Cho nên là bạn nào mà bị out ra thì các bạn cứ vào lại thì thầy sẽ cho các bạn vào ngay luôn. Tường Vi, are you here? Oh, hello Tường Vi. This is your homework, right? Okay, good job, very good. Rồi bây giờ cô kiểm tra. Ở đây thì mình hơi khó để mà kiểm được cả cái bài nói của cô kiểm cái bài này trước. À, Tường Vi đọc lại cho cô xem nha. Ok. Con cứ đọc cho cô tầm khoảng 2 câu á, rồi con dừng lại cho cô. Vi hiểu không? Yes, you read 2 sentences then you stop. Ok. Yeah. Ok. Now I don't like play basketball, but I like play football with my friends. We play football in the park. Ok, we good job. Wait. Rồi đầu tiên nè, Vi chú ý cho cô xong chữ like. À, ở đây các bạn nhớ cho cô sau chữ like hay là chữ love nè. Những cái chữ như vậy thì tụi con sẽ dùng verb thêm in. À, cái động từ của mình là play là chơi đúng không? Thì cái động từ này con phải thêm in vào cho cô. Như vậy mình sẽ nói là I don't like playing. À, con không thích cái việc chơi bóng rổ, basketball. But, nhưng mà I like playing football with my friends. Good job. We play football in the park. Đúng rồi. Good job. Next one. Hai câu tiếp theo cho cô nè. We play football in the park. We usually play football and we play football 5 times a week. Good job. Okay, next one. Tiếp theo luôn. Very good. At cô ơi, không thấy gì hết. Can you at see? Okay, at 8. At 8 a.m. I practice catch the ball. After practice catch the ball, we play football. Okay, wait. Rồi, Vi đợi cô nè. Ở đây thì mình có một cái từ này là practice, nghĩa là luyện tập. Ý của Vi là luyện tập đúng không? Practice, right? Yeah. Như vậy sau cái từ này thì động từ của nó phải thêm in. À, khi nào mà con lớn lên thì con sẽ hiểu tại sao những cái này nó phải thêm in. Còn bây giờ thì cô sẽ sửa dựa trên bài của Vi. Thì sau cái chữ practice là mình tập luyện cái việc gì đấy. Thì ở đây mình tập luyện cái việc bắt bóng đúng không? Thì con sẽ nói là I practice catching. À, mình thêm in vào cho cô. I practice catching the ball. Okay. Và thay vì con nhắc lại cái cụm nè, practice catch the ball, cả một cụm vậy luôn, thì con chỉ cần nói cho cô là sau đấy, sau đó, thì mình có thể dùng cho cô cái cụm là after that. Vì hiểu không? After that. Okay. Con thay cho cô cái cụm này, thay vì mình lặp lại thì nó bị lặp với cái câu trên của con đúng không? Thì con sẽ thay cho cô after that là được, sau đấy. À, sau khi mà con luyện tập bắt bóng xong ấy. À, sau đấy, after that we play football. Ok. Ở đây
con sẽ không dùng me, mình sẽ dùng cho cô là Long and I. Ở đây thì các bạn nhớ cho cô, khi mà mỗi lần mình nói về, khi mà mình giống như là cái con nêu số nhiều đi, me ở đây nó là tân ngữ, còn chủ ngữ thì tụi con sẽ phải dùng đại từ cho cô là I, tôi á. Mà thường thì người ta sẽ không có đặt mình trước người khác. Ở đây theo giống như là theo lệ, gọi là theo cái gọi là lịch phép lịch sự đó, thì thường mình sẽ đặt những người khác trước mình. Chẳng hạn như ví dụ mình nói là ba người đi, mình nói là Long, Nam and I. Ok, Long, Nam, me and I. Có nghĩa là lúc nào mình cũng là người cuối cùng hết. Cái đấy là giống như là phép lịch sự vậy đó. Mình luôn đặt mình mọi người trước mình. Cho nên ở đây thì thay vì con ghi là me and Long, right? Long is a name, right? Ví ý của con là Long là cái tên đúng không? Yes. Thì ở đây con đổi lại cho cô là Long and Die. Ok, Long and Die. Or đúng rồi, hai người. Yes, hai người phải dùng số nhiều. Or goalkeepers. Đúng rồi, good job, very good. And the rest, arrest. The rest, are. Ở đây con viết thiếu nè, đúng không? Con viết thiếu nè, are football player. Và tất cả những mọi người còn lại là cầu thủ, là những người chơi, đúng không? Như vậy những người còn lại thì phải số nhiều, đúng không Vi? Thì ở đây chữ player của con cũng phải giống goalkeepers vậy đó. Phải có gì? Phải có gì Vi để thể hiện là số nhiều? Con phải thêm gì vào chữ player để thể hiện là số nhiều? Bởi vì con nói là những người còn lại mà. Những người còn lại là số nhiều chứ, đúng không? Thì ở đây con sẽ thêm S cho cô. Every match is exciting. Với lại các bạn nhớ cho cô, các bạn nhớ là đầu câu tụi con phải viết hoa nha. Cái nào cần viết hoa mình nhớ là phải tập thói quen viết hoa cho cô. Ví dụ như là thứ nè, tháng nè, những cái đại tên nè, tụi con nhớ là phải viết hoa cho cô. Cũng như là đầu câu ấy, thì tụi con nhớ phải viết hoa nha. Okay. Every match is exciting. Mỗi trận đấu đều rất là thú vị, đúng không? Đừng có hào hứng. Ok, rồi. Vi đọc tiếp cho cô hai câu còn lại. Đọc tiếp cho cô câu còn lại nè. We all hope that one day we will be goalkeepers and football players. Đúng rồi, players. Từ Vi nói đúng rồi đó. We all hope that, đúng rồi, chúng tôi đều, tất cả chúng tôi đều mong rằng một ngày nào đấy, one day, we will be, hoặc là ở đây thường người ta sẽ hay dùng chữ là become. We will become, chúng tôi sẽ trở thành. Ví dụ như giống như câu là what do you want to do in the future? Con muốn làm gì trong tương lai? Mọi người thường hay nói là I want to become a doctor. Thì ở đây thay vì con ghi là will be thôi, thì con sẽ ghi cho cô, con đổi thành động từ become. We will become the goalkeepers and football players. Ok, đúng rồi, bởi vì mình đang dùng số nhiều, cho nên là mình cũng phải dùng những cái này ở dạng số nhiều. Ok, good job V, very good, thank you so much. Ok, như vậy thì hôm nay thì các bạn làm bài tập khá là tốt nè. Các bạn làm bài, cô thấy là từ từ các bạn cũng biết cách chia thì nè. Các bạn dùng cái cấu trúc câu cũng tốt hơn nhiều rồi đó. Các bạn ở trên livestream mình vẫn còn chỗ, các bạn có thể vào lớp để học nha. Ok, hôm nay thì mình sẽ hoàn thành, mình cố gắng hoàn thành Unit 1. Bài của mình, bài đầu tiên khá là dài đúng không? Try to finish it today. Hôm nay thì mình cũng không có học bài nào mới. Mà mình cũng học bài khá là đơn giản, chủ yếu là mình luyện kỹ năng reading. Hôm nay thì mình sẽ luyện cho cô là kỹ năng reading. Ok. Around the world. Ok. Can you guys see the slide now? Các bạn nhìn thấy slide rồi đúng không? Yes. Các bạn nhìn thấy slide của cô chưa? Oh, sorry guys, wait. Cô xin lỗi mọi người, nó bị... yes, wait. Các bạn đợi một xíu nha, để nó kết nối cái slide vào. Can you guys see the slide now? Mọi người nhìn thấy slide cho cô chưa? Yes, okay, good job. Okay guys, thank you so much. Thank you guys. So for this one, you're not going to listen first. You will read first. You will read first, okay? Và bài này là các bạn sẽ, cô cũng, đối với bạn bài này, mình cũng sẽ không cần phải đọc hết tất cả. Bài này là cô sẽ dạy các bạn làm. You will read and complete. You guys see the blank right here? These blanks. You have to fill in the time, okay? Based on these information.
For example, New York. New York, it's one. It's one in New York. Okay, one in the afternoon. Bây giờ là một. Ở cái cột này nó sẽ là thời gian một. Thời gian chính của nó là 1 giờ chiều nè, là của bạn New York đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái cột mốc của bạn New York làm thời gian chính. À, các bạn chú ý cho cô nè. Sau đấy thì những bạn ở dưới này thì tùy cũng cái giờ 1 giờ chiều ở New York, thì những cái bạn ở đây nó là những cái thời gian khác. Ừ, cũng là 1 giờ chiều ở New York nhưng mà ở nơi khác thì nó lại là thời gian khác. Bởi vì sao? Các bạn đọc ở đây cho cô. Do you know what time it is? It is the same time everywhere in the world. No, it's not. À, có phải là thời gian giống nhau ở tất cả mọi nơi trên thế giới không? No, guys, no. Okay, no. That's because the world is divided into time zones. Thế giới của mình được chia ra thành những cái mốc thời gian khác nhau. Look at the map. This is the United States, America. Okay, the United States. So there are 1, 2, 3, 4. 4 different time zones. Okay, có 4 cái cột mốc thời gian khác nhau ở trong. In one country, guys, nước Mỹ to tới nỗi mà tụi con thấy là có tới 4 cột mốc thời gian khác nhau trong một đất nước. Ví dụ khi cô, I live in Ho Chi Minh City, you live in Hà Nội, you live in Bắc Ninh, you live in Hải Dương. We are at the same time. Right now it's 8:22, right? So you guys, in your place, it is also 8:22. But in America, it's not. Nhưng mà ở Mỹ thì không phải là 8:20 giống như mình, mà nó là cột mốc thời gian khác. Ok. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm cho cô cái này giống như là math. Just like math. A little bit like math. Ok. So look at this one. It's one in New York. So 2 hours later, what time is it? And then 5 hours later, what time is it? Very easy. Just plus the time. Ok. You get it? Let me invite someone, okay? Cô mời một bạn làm thử nè. Okay, Dũng. Quang Dũng đâu? Are you here? I already turned on the mic for you, Dũng. Dũng mở micro được chưa? Cô mở micro cho Dũng rồi đó. Dũng Quang Dũng. Okay. So, Dũng có nhìn, hồi nãy giờ cô giải thích, Dũng có hiểu bài chưa? Yes, you understand? So look at this picture. Do you see this picture right here? Dũng nhìn thấy ở đây chưa? Yes. Okay, so this is a guy. This is Manuel. Okay, so Manuel lives in New York. Manuel sống ở New York nè. Và bây giờ ở đây, ở New York ở đây là mấy giờ, Dũng? What time is it in New York? What time is it in New York? Ở New York bây giờ là đang là mấy giờ này Dũng? Con nhìn vào cái thông tin trên đây thì con thấy là mấy giờ, what time? New York bây giờ là... Say in English, one... Một giờ. In English, trong tiếng Anh thì con nói như thế nào? Một giờ chiều thì con nói là one in the afternoon, okay? So 2 hours later, what time is it? 2 hours later. 2 giờ sau thì sẽ là mấy giờ Dũng? 2 hours later? 2 giờ sau sẽ là 3 giờ ạ. So in English, please answer in English, okay? Dũng cố gắng trả lời cô bằng tiếng Anh nha. It's mấy giờ nè? It's 3 afternoon. Unit 1. Okay, page 9. In the afternoon. Good activities. Job. Very good. Yes, good job. Next one. 5 hours later. Tính từ cái cột mốc này thì 5 tiếng sau. 5 hours later. What time is it, Dũng? What time is it? 5 hours later. 7 p.m. Are you sure? 7? Are you sure? 3 in the afternoon, then 5 hours later. Is it 7? Are you sure, Yong? Do you want to answer again? Are you sure with your answer? Yong chắc chắn chưa? Is it 7? Yeah. Okay, yeah. Let's see. It's 8. Okay, Yong, 3 plus 5 equals 8. Bây giờ mình đang là 3 giờ chiều nè. Có phải là 5 tiếng nữa thì phải là 8 đúng không? Phải là 8 giờ không? Okay, Dũng hiểu chưa? Yes. Okay. So what about Texas? So now, Dũng làm cho cô thêm một cái nữa nha. Texas.
đối với Texas thì không còn là one nữa mà sẽ là 12. Như vậy thì 2 hours later it will be, it is 2 hours later it's. Như vậy 2 tiếng sau thì sẽ là mấy giờ này Dũng? 12 giờ thì 2 tiếng sau sẽ là what time is it? 40 afternoon. À mình không có đọc là 14 nhá, con cứ đọc cho cô là 2 giờ chiều thôi. Thì 2 giờ chiều con đọc là gì? 2 giờ chiều con đọc là 2 in the afternoon. Okay, 2 in the afternoon. Giống như cái này nè, Dũng nhớ cho cô nha. 2 in the afternoon. Thế thì 5 hours later. What time is it? 5 hours later. What time is it? Nếu như vậy thì từ 2 giờ 5 tiếng sau sẽ là mấy giờ Dũng? What time is it? 7 p.m. 5 hours later. À, cái này thì con nhớ lại nha. 2 giờ này còn thêm 5 tiếng nữa thì có phải sẽ là 7 không? 2 cộng 5 phải là 7 giờ không? Ok, Dũng nhớ cho cô nhé. 7 in the evening. Ok, nếu mà 7 giờ tối thì mình đã nói là 7 in the evening hoặc là 7 at night. Ok, okay, thank you Dũng so much. Now what about, now I invite one more, ok? À, cô mời Minh Linh nè. Yes. Hi, okay, so now you do Montana and California, okay? So look at this information and tell me 2 hours later, what time is it? From here to here, what time is it? Các bạn trên livestream cũng như các bạn ở chợ, các bạn ở đây học với cô, các bạn cũng ghi đáp án vào đây nha, okay? Please write your answer in the chat box, okay? What time is it, Lynn? What time? It's one o'clock. In the một giờ thì là in the afternoon. Good job, in the afternoon. So 5 hours later will be it's. Yes, các bạn ở trong group cũng có đáp án đúng rất là nhiều nữa nè. Yes, good job guys. So 5 hours six. Later, 6, good job, 6, okay, what about Kara, it's 10, so 2 hours later, it's 12 in the morning. À, 12 thì mình sẽ không có dùng cái cụm, 12 này con cứ dùng cho cô là 12 p.m. là dễ nhất, okay, 12 p.m., okay, and you have 5 hours later will be 5 hours later. 5 hours later. What time is it? 5 hours later. 5 tiếng sau thì sẽ là mấy giờ nè? 3 o'clock. 5 hours later. Are you sure, Lynn? Are you sure? 3 o'clock? Yes. Are you sure? 12? 5 hours later, from 12 o'clock, is it 3 hours from 12 o'clock? Okay, từ 12 giờ nha. Con tính từ 12 giờ nha, Linh. What time is it? Is it 3 o'clock? Are you sure with 3 o'clock? 5 o'clock. À, 5 o'clock, okay. Bởi vì người ta tính từ cái mốc bên đây nè. À, not this one. Okay, thank you, Linh, so much. Thank you, guys. So now it's very simple. It's just a small listening for you guys to check the answer. Okay, bây giờ mình sẽ nghe và mình sẽ tập phát âm theo cho cô thôi nhé. Okay, now let's listen. 16. Read and complete. Listen and check. Time zones. Do you know what time it is? Is it the same time everywhere in the world? No, it's not. That's because the world is divided into time zones. Look at the map of the United States. It has 4 different time zones. 1 o'clock in the afternoon, New York. It's 1 o'clock in New York, and Manuel and his friends are finishing their lunch.
Texas. In Texas, it's 12 o'clock, and Maria is just finishing math class. Montana. John, in Montana, is hungry and is thinking about lunch. He looks at the clock. It's only 11 o'clock in the morning. California. And for Cara, in California, it's only 10 o'clock in the morning. 2 hours later. Now it's 3 o'clock in New York, and school is over. Manuel is playing soccer. In Texas, it's 2 o'clock, and Maria is still in school. It's 1 o'clock in Montana, and John is finishing his lunch. Cara, in California, looks at the clock, and it's 12 o'clock. Hooray! It's lunchtime. 5 more hours later. It is 8 o'clock at night now in New York, and Manuel is finishing his homework. In Texas, it's 7 o'clock, and Maria is eating dinner. In Montana, it's now 6 o'clock, and John is making dinner with his dad. In California, Cara is playing with her sister. It's 5 o'clock. Okay, so that is the listening about different time zones in United States. Cùng một đất nước nhưng mà ở các nơi khác nhau, ở New York, ở Texas nè, ở Cali nè, ở Montana, thì các bạn sẽ sống những cái khung giờ khác nhau. Bởi vì nước Mỹ rất là to. Okay. Now I want to invite 3 friends to read for me. The first one in the afternoon, then one friend will read 2 hours later, then one friend will read 5 more hours later. Okay? Okay, I want to invite Dang nè. Okay, Dang, you will read one in the afternoon. Okay. Okay. You read the whole column. Okay. Jane okay. Đọc hết cho cô cả cái cột này luôn. Yes. It's one in New York. It's New one. York. It's o'clock one. In good job. And Mario. And his friend are finishing. Good job. In Texas. In Texas, it's 12 o'clock and Maria just finished math class. Finishing. It's just finishing. It's just finishing. I'm in Montana. He's hungry, he's thinking about lunch. Good. He's look at the clock. It's only 11 o'clock in the morning. Good job. And for Cara in California, it's only 10 o'clock in the morning. Okay, good job. Very good. Good job. Thank you. Thank you, Jane, so much. Okay, now invite one more. Cô mời một bạn nữa đọc cho cô nghe nha. Okay. Okay, Song An, can you read the column 2 hours later? 2 hours later. Now? Cô đọc. Cô đọc lại đề bài cô. You read this one for me. You read from here to here. Okay? So Ngang will read this column yes. for me. Con đọc cho cô cả cái cột này luôn. Yes? 2 hours later. Now it's 2 hours later. Three. Now it's three. It's 3 in New York. And school is over. Manu is playing soccer. Okay. In Texas. Texas. In Texas. Texas. 2 o'clock. And Maria is still in school. Good. It's 1 o'clock in Montana. Montana. And John is finishes his lunch. Good. Cara is California. Looks at the clock. And it's 30
12. It's 12. 12 o'clock. Hooray, it's lunchtime. It's lunchtime. Okay, good job. Okay, so I will invite Đức too. Okay, Đức. Đức đọc cho cô ha. 5 more hours later. Yes. Con đang cô. It is. Đức đọc cho cô nghe cái cột này nhé. It is. Rồi để cô mở lại cho Đức nè. It is. And it is. Con cô là đọc chỗ nào ạ? À? 5 hours later. Con đọc cái cột cuối cùng nè. Đức đọc cho cô cột cuối cùng nè. It is in California. From the beginning. From the beginning. Từ đầu luôn. Con đọc từ cột này xuống cột này, xuống cột này rồi mới xuống cái này. Yeah. Con nhìn thấy chưa? It is at night. Now in New York and Manuel is finishing his homework. Okay. In Texas, it is 7 and Maria is eating dinner. Yes. In Montana, it is now 6. 16 and John is. It is now 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. And John is making dinner with his dad. His dad. Okay. Với bố của anh ấy. Dad. Yes. In California. In California, Cara is playing with her sister. It is 5 o'clock. Đức chú ý cho cô nè. Is playing. Con thấy có in đúng không? Ừ, playing. Okay, remember các bạn nhớ là có in thì mình phải đọc lên là playing cho cô nha. Okay, good job. Very good, guys. Now we move to the next one. You're going to answer 3 questions, okay? You're going to answer 3 questions. Who's want to volunteer for the first question? Who want to volunteer for the first question? Bạn nào muốn xung phong nè? The first question. When it's 6 p.m. in Montana, what time is it in California? It's just like a math, okay? It's just like a math exercise. Nó giống như là một bài toán vậy đó. Nếu mà ở đâu? Ở Montana, it's 6 p.m. So what time is it in California? Okay, so if it is in Montana, it's 6. So what about California? Các con cứ dựa vào cái time zone ở đây nè. Đấy, các con dựa vào cái time zone. Okay, you based on the time zone. So we'll invite one friend who volunteer. Who volunteer? Okay, I will invite, wait. Okay, let's invite Zhang. Zhang's very fast. Okay, hello Zhang. Can you answer the first question? The first question right here. When it's 6 p.m. in Montana, what time is it in California? Okay. Can Zhang turn on her sound? Okay, có thể là các bạn đang nghe thấy cô đúng không? Nhưng mà cô lại, có thể là bên cô nó đang bị lắc ấy. Cô chưa thấy các bạn. Cô có mở micro cho Zhang nhưng mà cô chưa nghe thấy tiếng của Zhang. Nếu mà các bạn nào nghe thấy rồi thì các bạn đợi nha. Yes, yes, cô nghe được tiếng ai rồi nè. Is it you, Zhang? When it's 6 p.m. in Montana, what time is it in California? It's 5 p.m. Again, louder, Zhang, louder. When it's 6 p.m. in Montana,
What time is it in California? Okay. It's 5 p.m. 4 in California. PM. Are you sure 4 p.m.? Are you sure? Oh, sorry. 4? 4? 5. Yes, again? 5. 5. Okay, 5. Yes. Yes, okay. Sorry Zay, bởi vì bên cô nó bị lắc nên có thể cô nghe con không rõ. Okay. 5. So is it true guys? Is 5 the correct answer? Các bạn nào có đáp án khác với Zay không? Is 5 the correct answer? If it is 6 p.m. in Montana, so it is 5 in California. So that is the correct answer guys. Why? Because look at this one. 11. So if it is 11 in Montana, so it will be 10, right? So California is 1 hour slower. Cho nên là California có thể nào tụi con có thể nói là đi sau ấy. Khi mà Montana 11 giờ trưa thì Cali chỉ mới 10 giờ thôi, chậm hơn 1 tiếng. Thì có nghĩa là 6 giờ tối ở Montana thì ở Cali sẽ chậm hơn 1 tiếng thì sẽ là 5 p.m. So Zhang has the correct answer. Okay, good job, very good. So now number 2. Manuel gets up at 7 in the morning. So what is Kara doing when Manuel gets up? What is Kara doing when Manuel get up? Okay, when Manuel gets up. You guys have the answer? Is there anybody has the answer? Đức Tiến có câu trả lời không nè? Đức Tiến có trả lời được cô câu này không nè? Manuel get up at 7 in the morning. At 7 in the morning. So what is Kara doing? So if it's 7, if it is 7, okay, so Manuel, if it is 7, Manuel is in New York, right? Manuel is in New York. So where's Kara? Kara lives in? Kara lives in where? Kara lives in? Manuel lives in New York. Như vậy Kara sống ở đâu tí? Kara sống ở đâu? Con nhìn ở đây có 4 nơi: New York, Texas, Montana và California. Như vậy con tìm thấy được Kara sống ở chỗ nào? Where's Kara? California. California. Good job. Rồi bây giờ tiếng Nam tiếng cho cô nè. Như vậy thì Manuel gets up at 7. Như vậy giờ lúc ở New York là 7 giờ. Như vậy thì what time is it in Cali? Con thấy ở đây nếu mà 1 giờ chiều, if it is 1, so in Cali it is 10. Nếu mà 1 giờ chiều ở New York thì sẽ là 10 giờ sáng ở Cali. Như vậy là cách nhau bao nhiêu tiếng? Cách nhau 3 tiếng đúng không? Cali còn chậm hơn 3 tiếng lận. Như vậy là bây giờ if it is 7 in if it is 7, so what time is it in California? Nếu mà bên New York mới 7 giờ sáng thôi thì Cali chậm hơn 3 tiếng là bao nhiêu giờ? What time is it tiếng? If in New York it is 7, so what time in Cali? Cali là còn chậm hơn New York 3 tiếng lận. Hồi nãy mình vừa nói ra là 3 tiếng đúng không? Như vậy thì 7 giờ ở New York nè thì chậm hơn 3 tiếng thì sẽ là mấy giờ? What time? 4 giờ. Yeah, so 4 4 giờ sáng thì tiếng nói như thế nào? 4 o'clock in 4 giờ sáng con nói như thế nào? Good job, Tiếng, in the morning. So what does Kara do at that time? Như vậy thì Tiếng thử trả lời cho cô, theo con thì 4 giờ sáng thì bạn đang làm gì? Bạn phải đang làm gì? She is in 4 a.m. What is she doing in 4 a.m.? Is she sleeping? Yes, Tiếng, is she sleeping? Có phải là mình sẽ đoán ra được là 4 giờ sáng thì lúc đấy mới 4 giờ thôi, có phải là Kara sẽ phải đang ngủ đúng không Tiếng? Yes. Is she sleeping? Yeah, because only 4 a.m., right? Yes, good job, Tiếng. Thank you so much. Good job. Very good. Now, let's invite one more to answer number 3 for me, okay? Is there any volunteer? Let's invite a friend. Cô mời Thủy đi. Lâu rồi cô chưa mời Thủy, đúng không? Yeah. Okay, number 3. How many time zones does your country have?
How many time zones does your country have? Thầy có trả lời được câu này không? Ở nước mình, in your country, it means our country, right guys? It means in Vietnam. How many time zones? Thế vậy con thấy là ở Việt Nam mình là mình có giờ giấc có khác nhau không? Hay là sống chung một giờ luôn? One time zone or many time zones? Khác nhau ạ. Khác nhau, are you sure? For example, right now, what time is it at your place? What time is it in Hanoi, right? You live in Hanoi, Thuy, yes? Yes. So what time is it right now? Right now, what time is it, Thuy? What time is it? And I want everybody, on the live stream and also in our class, okay, chat in the chat box for me. What time is it right now? Các bạn comment cho cô thử là ở chỗ mọi người sống nè, mà bây giờ là mấy giờ? Okay, what time is it, guys? And where? Các bạn comment cho cô cái chỗ tụi con đang sống nè, và thời gian hiện tại nè. So Thuy, what is the answer? What time is it in Hanoi, Thuy? It's 8:46 in Hanoi. 8:47, yes. Các bạn comment cho cô rất là nhiều nè. Yes, yes, đúng rồi. Yeah. So in Ho Chi Minh City, it is 8:47 in the evening too. Như vậy là cô ở miền Nam nè, mà Thủy ở miền Bắc nè. Hai nơi rất là xa nhưng mà cũng cùng một thời gian luôn. Như vậy có phải là nước của mình chỉ có bao nhiêu time zone? Only? How many time zone? Nếu mà cùng một thời gian của cô với Thủy không có khác nhau gì hết. 8:47 luôn ạ. 8:47, đúng rồi, bây giờ 8:47 nè. Mà ở chỗ cô cũng cùng thời gian với Thủy luôn. Thì có phải là mình chỉ có một time zone không? Yes. Tại vì cô với Thủy sống chung một giờ. Các bạn này nè, các bạn sống, có bạn thì 10 giờ, thì lúc ở chỗ khác lại là 11 giờ, chỗ khác lại là 1 giờ. À, thì cái đấy là different time zones. À, đúng rồi, các bạn comment cho cô rất là nhiều. Thank you guys so much. À, cảm ơn các bạn đã giúp cô nha. Thank you guys. Đúng rồi, như vậy câu trả lời của mình phải là There is có bao nhiêu time zone? There is One time zone. À, explain ở đây con có thể giải thích là gì? Because in the south and in the north, it is the same time at the moment. À, con có thể giải thích là in the south là ở miền Nam nè, and in the north ở miền Bắc nè. Hai nơi, một nơi đầu, một nơi cuối nè. Nhưng mà lại có cùng một cái time zone, the same time, at the same time. À, bởi vì hai nơi là rất xa như vậy rồi, mà lại có cùng một thời gian nữa. Như vậy là chỉ có một time zone thôi. Ok, thank you so much, Thủy. Thank you so much. So now, guys, this is about writing. We are moving to the last part of Unit 1. Very easy. Đây là một cái phần mà cô thấy rất dễ mà các bạn cũng có nhiều bạn hơi còn bị sai cái này. Okay. So a sentence. You know a sentence, right? Một câu thì phải có gì? A sentence has a subject and a verb. Subject and a verb. Okay, một câu cơ bản của tụi con lúc nào cũng phải có subject và verb là bắt buộc phải có. Nó sẽ có object nữa, tân ngữ nữa, nhưng mà cái đấy thì mình không có cũng được. Ở thế tùy câu thôi, nhưng mà một câu muốn thành một câu thì nó bắt buộc phải có hai điều kiện là subject and verb. Okay, các bạn ở trên livestream học cũng nhớ lưu ý cho cô nha. Subject and verb, người ta hay có là S cộng với V đó. Người ta hay viết tắt cái verb động từ của mình là V đó. Subject là chủ ngữ nè, verb là động từ nè. Cô hay nói hoài tụi con bị thiếu động từ hay là tụi con bị dư động từ đó, tụi con nhớ không? Đấy, thì ở đây mình có một câu ví dụ nè. She eats breakfast before school. She eats breakfast before school. So she is the subject. Okay, it's the subject. She ở đây chính là gì? Subject. She chính là cái subject, là chủ ngữ của mình là she nè. And eat is the verb. Eat ở đây chính là cái động từ. She eats, chỉ cần một câu thôi, hai từ này thôi. She eats chấm, nó cũng đã là một câu rồi đó, bởi vì nó thỏa được hai điều kiện cho cô. Một là subject, hai là eat. À, nó đã thỏa được hai điều kiện rồi đó. Là như vậy tụi con đã hoàn thành được một câu rồi đó. Nhưng mà đương nhiên thì khi mình viết bài, mình sẽ muốn cái câu của mình nó đầy đủ thông tin hơn, đúng không? Cô ấy ăn thì phải ăn cái gì?
ăn cái gì, khi nào, ở đâu chẳng hạn. Mình có thể thêm những cái chi tiết đấy vào câu của mình. Ví dụ như câu này, she eats, ăn cái gì? Breakfast, ăn sáng. Khi nào? Before school. À, ví dụ ở đâu nữa? At home. Cô ví dụ như vậy thì những cái là những cái cụm đấy mình có thể được thêm vào để cái câu mình nó hay hơn, nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Okay? So for this one too, I ride my bike to school. Tôi chạy xe đạp đến trường. À, đi chạy cái gì? Thì phải có chạy xe đạp. À, chạy xe đạp thì mình phải đi đến đâu? To school. So I is the subject and ride is the verb. Okay? Now take a look at this one. Very easy one, you guys. Just tell me in the sentence. Hello, everybody. Can you guys hear me? I'm so sorry, guys. Okay. You guys can hear me now, right? Yes? So this is the... Okay, let's do this exercise, okay, guys? Let's do this exercise with me, okay? So you can see there are four sentences left. Còn bốn câu. You just need to tell me which one is the subject and which one is the verb. Very simple, okay? Very simple. Which one is the subject? Which one is the verb, okay? Now I want to invite a friend to do four sentences for me. The whole four sentences, okay? Rồi, cô mời Ngọc Hà nè. Ngọc Hà giúp cô làm from number two to number five, okay? Can you turn on your mic? Cô đã mở cho Ngọc Hà rồi đó, Nguyễn Thị Ngọc Hà. Yes, miss. Okay. So tell me, bây giờ Hà thay vì con phải khoanh tròn gạch dưới gì đấy thì Hà cứ nói cho cô cái nào là subject và cái nào nó là verb là được. Các bạn thì comment vào cho cô. À, các bạn trên livestream sẽ comment và các bạn ở trong lớp của mình sẽ viết vào chat box cho cô chữ nào là subject thì con cứ cần ghi là S cho cô. Ví dụ con thấy ở đây chữ school là subject chẳng hạn thì con ghi là school 2.S. À, cái nào là subject thì con ghi ra, cái nào là verb thì tụi con ghi ra vào phần chat box nha. Còn Hà thì sẽ trả lời thẳng cho cô nè. Number 2, sentence 2. Đầu tiên, I want you to read the sentence first, Hà. Can you read sentence 2 for me? Con đọc cho cô nghe number 2. You read the whole sentence first. Marcia goes to school at 8:05 in the morning. Okay, so which one is the subject, Hà? Which one is the subject? Where's the subject? Tell me which word. Từ nào sẽ là subject nào? Goes. Goes. Subject. And what about the verb? Which one is the verb, Hà? If goes is the subject, so where's the verb? Marcia. Okay, let's see the answer. Ở đây người ta kêu là underline thì sẽ là subject mà. Circle thì sẽ là verb. Như vậy ở đây Hà bị ngược rồi. À, Hà bị ngược rồi. Như vậy con nhớ lại cho cô. Subject nó sẽ là chủ ngữ. Mà chủ ngữ thì sẽ đứng ở đâu, Hà? Subject. Chủ ngữ thì sẽ đứng ở đâu? Dạ, đứng ở đầu. Đúng rồi. Vậy như vậy là mình có subject thì phải là Marcia. Còn verb của mình, con nhớ verb là động từ đó. Thì nó sẽ là chữ goes, đi. À, đúng rồi. Cho nên là Hà bị ngược nè. Cô thấy có nhiều bạn cũng comment bị ngược lại đó. Các bạn nhớ subject. Ok, subject nó là chủ ngữ thì nó sẽ đứng đầu câu nè. Còn động từ là từ chỉ hành động đó. Go, đi đâu nè. Đó, thì nó mới là verb. Ok. Now number 3, Hà làm cho cô thêm một câu nữa. Number 3, you read the whole sentence, then tell me which one is the verb and which one is the subject. Ok, Hà đọc cả câu rồi nói cho cô nghe cái nào verb, cái nào subject. Number 3. We come home at 3:50 in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Good job. Okay, where's the subject, Hà? Where's the subject? Subject. So where? We. Okay, what about the verb?
What about the verb? Which one is the verb? Động từ. Come. Let's see the answer. Is it we and come? Good job. We is the subject and circle the verb. So come is the verb. Đúng rồi. Cái bài này thật ra rất là dễ. Đúng không? Good job. Thank you, Hà, so much. Rồi cô mời Phương Anh. Lê Bùi Phương Anh. Can you help me number 4 and number 5? Yes. Okay, first you read the sentence. Can you read sentence 4 for me? Phương Anh đọc cho cô nghe câu số 4 trước nè. Number 4. They do their homework at 4:15. 4:30. À, là 4:30. 4:30. Đúng rồi. Okay, where's the subject, Phương Anh? Where's the subject? They. They. And what about the verb? The verb? It do. Good job. Very good, Phương Anh. Number 5. Can you read number 5 for me? Can you read number 5? Yes. You eat dinner with your family in the evening. Again, in the evening. In the evening. Good job. Well, where is the subject? Where's the subject? You. You? Okay, verb, the verb? It, eat. Eat. Good job. Very good, guys. Okay, cô thấy các bạn làm đúng cũng rất là nhiều này, đúng không? Uh-huh. Okay, good job. Very good. Remember, các bạn nhớ, cô thấy các bạn viết nhầm là chữ U á. A verb phải là V nha mọi người. Viết kiểu cái đầu câu đấy. Okay. Và bài này thì mình sẽ để dành làm sau nha. Okay, bài này thì mình sẽ làm sau. Bây giờ cô sẽ có một cái phần bài tập này thì nó sẽ cũng là cái bài mà của mình nè. Đây, cô sẽ dùng phần review này sẽ nói về bài tập. Các bạn đợi cô một xíu. Cái này nó nhanh thôi. Cô sẽ gửi cái hình này lên sau. Các bạn sẽ hiểu được cái bài tập của mình. Bài tập này rất là đơn giản thôi. This very simple one. So look at this one. So you have after, at, before, in, on. Như vậy mình có những cái từ ở đây thì con cứ việc điền vào cho cô chỗ nào mình dùng after, chỗ nào mình dùng at, chỗ nào mình dùng before, chỗ nào mình dùng in, chỗ nào mình dùng on. Okay? Bài tập của mình rất đơn giản, điền vào cho cô. So after you finish, you read this one for me. Khi nào mà con điền xong thì con đọc lên cho cô nghe. À, con chỉ cần đọc cho cô nghe để cô check cái phát âm thôi là được. Okay? Cô check cái phát âm thôi. Và tiếp theo, đây, thì cái này thì các bạn khỏi cần chụp nha. Cô sẽ gửi lên trên group trên Zalo. Rồi ngày mai các bạn có thể bắt đầu làm bài. Bởi vì bài cũng ngắn lắm. Ngày mai mình bắt đầu làm là được rồi. Ok. Và tiếp theo một bài nữa. Đó là bài này. This one. Cô chỉ nói sơ một xíu thôi. Rồi chúng ta nghĩ à, có gì cô sẽ gửi lại và yêu cầu cô ghi rõ ràng hơn. This one. Cái này là để mình ôm lại unit 1. Sau những ngày mình học unit 1 rất là nhiều nè. 10 buổi hơn rồi đúng không? Bây giờ tụi con chỉ cần ôm lại cho cô. You have to write 3 things you do in the morning, in the afternoon, and in the evening. Cái này chỉ là một xíu check lại cái từ vựng của con thôi. Kể cho cô nghe 3 việc con làm buổi sáng, 3 việc con làm buổi chiều và 3 việc con làm buổi tối. Very simple, okay? Như vậy thì hai bài này cô sẽ chụp lại cho tụi con và đăng lên cái group Zalo sau. Các bạn nhớ lưu ý cho cô nha. Cô sẽ đăng bài tập trên group Zalo đó. Okay? Remember to pay attention. Ngày mai thì cô sẽ đăng bài tập lên sau, các bạn để ý và làm ha. Bởi vì bài này cũng không có dài đâu, rất là ngắn thôi. Nên là cô sẽ chấm vào ngày mai và ngày mốt. Okay. So it's 9 PM, guys. It's 9 PM, so I think we can stop here. Okay. Các bạn ở đây là cũng phải đi học rồi nè. Ngày mai các bạn phải wake up early, right? You have to wake up early to go to learn online, right? You have to wake up early to learn online. So you should go to sleep after this. Okay. So goodbye, everyone. I will see you guys back in Wednesday. Okay. On Wednesday. Okay, guys. See you guys back on Wednesday. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, guys. Bye, guys.
Okay, guys, write in the chat box. Cái bài mà viết là viết cả bài luôn ạ. Con chỉ cần điền vào thôi, con điền cái nào cần bạn. Cô sẽ gửi cái hình chụp lại. Hả? Cô sẽ gửi cái hình chụp bài lại. Bài là viết là một là in-hay-on thì viết vào đúng không ạ? Đúng rồi, number one. What is number one? What is number two? Khi mà con đọc ấy, khi nào mà con đọc cái bài thì con phải đọc cái bài đúng không? Khi cô yêu cầu là đọc cả bài thì con điền từ thôi, điền vào. Rồi con đọc cho cô nghe cả bài. Cả bài thì mình mới đọc lên. Thì con biết number one là gì, number two là gì. Sau đấy thì mình đọc cái bài lên. Yes, guys. Yes. Nếu mà bạn nào không có câu hỏi thì các bạn có thể nào rồi đó. Ok, guys. Bye bye. Bạn nào không có câu hỏi nha. Yes, yes. Good, my teacher. Ok, guys. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Yes, yes. Chưa làm. Các bạn nên làm bài tập. Yeah, bài tập của con là ngày mai cô mới gửi lận. Ngày mai sáng chiều gì đó cô mới gửi, bởi vì nó rất là ngắn thôi. Các bạn làm ngày mai hoặc ngày mốt cũng được. Ok, bạn nào làm thì gửi cho cô. Cô khuyến khích các bạn làm bài tập. Con chưa làm được tại vì con bận thì. Con gửi cho cô được không ạ? Yes, con cứ đăng lên group. Tại vì đôi khi thì bài cũng rất là nhiều, nên là cô cũng không nhìn thấy hết được bài. Nếu mà cô có nhìn thấy chào bài của Thảo thì cô sẽ chấm bài cho Thảo. Ok. Hoặc là con có thể làm bài mới cũng được. Con chỉ có thể làm bài cho cô là được. Yes, yes. Bạn nào có hỏi gì cô nè? Yes. Is there any question? Còn bạn nào hỏi gì cô nè? Bạn nào không có câu hỏi thì tụi con có thể out ra rồi đó. Ok, có bạn nào hỏi gì cô nữa không nè? Is there any question, guys? Is there any question? If there isn't any question, so I will see you guys back in back on Wednesday, ok? Bye-bye, guys! Bye-bye! Go to sleep early, ok? Go to sleep early so that you can study online tomorrow, ok?